Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toán học của thầy. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một số cái phương trình mũ khá đơn giản như sau. Phương trình mũ chẳng hạn các bạn giải phương trình sau là 9 mũ x trên 3 mũ x cộng 1 bằng 27. Thì các bạn giải phương trình này như thế nào? Thế thì để giải phương trình này ta biến đổi cái này thành một cái lũy thừa. Thì ở đây 9 mũ x là bằng 3 mũ 2 x. Ok. Rồi là chia cho 3 mũ x cộng 1. Đấy. Bằng 27. Thì ở đây các bạn áp dụng công thức là A mũ M chia cho A mũ N. Thì cái này sẽ bằng A mũ M trên N, A mũ M trừ N. Đấy. Ở đây xét cái này là M, còn cái này là N. Vậy cái này được viết là 3 mũ 2 x trừ x trừ 1. Đấy, bằng 27 thì chúng ta viết là bằng 3 bình mũ 3. Đấy. Ở đây 2 x trừ x trừ 1 là bằng x trừ 1. Vậy ta có là x trừ 1 là bằng 3. Và cái này sẽ tương đương với x cộng 27 trừ 1 các bạn này. Đây cộng 1. X trừ 1 cộng 1 là x. Còn 3 cộng 1 là 4. Vậy phương trình có nghiệm là x bằng 4. Đấy các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục với bài toán sau. Giải phương trình sâu integer đã giải phương trình là 3 mũ x cộng 1 bằng 2 mũ x. Đấy. Để giải phương trình này thì ở đây có cái dạng là lũy thừa của một tổng. Đấy. Thì ở đây các bạn áp dụng tính chất là A mũ M cộng N. Thì nó sẽ bằng A mũ M nhân cho A mũ N. Đấy. Ở đây là các bạn áp dụng x là M, còn 1 là N. Thì ở đây sẽ là 3 mũ x nhân cho 3 mũ 1 bằng 2 mũ x. Đấy. Bây giờ các bạn chia 2 về cho 3. Đấy, chia 2 về 3. 3 mũ 1 là 3. Thì đấy ta sẽ có là 3 mũ x nhân 3. Cái này chia cho 3 mũ x. Rồi đây cũng thế, 2 mũ x chia cho 3 mũ x. Đấy. Thì hai cái rút gọn cho nhau thì đây là 3. Còn đây là 2 mũ x trên 3 mũ x là 2 phần 3 toàn bộ mũ x. Đấy.
Ở đây các bạn áp dụng cái tính chất là A mũi S trên B mũi S thì nó sẽ bằng A trên B toàn bộ mũ X. Đấy. Vậy cái này thì ta để suy ra X chính là bằng logarit cơ số 2 phần 3 của 3. Đấy các bạn nhé. Đòi hỏi các bạn một kỹ thuật đơn giản biến đổi lý thừa thì ra kết quả. Chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ các bạn trả phương trình này. Sau đó là 3 mũ X bình phương trên 9 mũ X bằng 1. Thì tương tự như vậy, ở đây là 3, 9 là 3 bình phương, do đó cái này ta làm gọn, tức là 3 mũ X bình phương trừ đi 2 X, 1 là bằng 3 mũ 0. Và nhá, vậy X bình phương trừ 2 X này phải bằng 0. Đấy. Vậy ta có X bình phương trừ 2 X bằng 0. Ở đây nhân tỉ chúng là X nhân cho X trừ 2 bằng 0. Vậy có hai nghiệm là X bằng 0 và X bằng 2. X bằng 0 và X bằng 2. Các bạn nhé. Chúng ta chuyển sang phương trình logarit các bạn nhé. Các bạn trả cái phương trình này. Logarit cơ số 2 của logarit cơ số 3 x bằng 1. Thì đầu tiên ta sẽ bóc cái lỗ đầu tiên. Đó. Thì ta sẽ có logarit cơ số 3 của X thì nó sẽ bằng 2 mũ 1 bằng 2. Đấy, bóc dần dần ra. Tương tự như vậy, đây là X là bằng 3 mũ 2 tức là đây là ta có X bằng 9. Các bạn nhé, lồng nhỏ đấy, lỗ hơi lồng nhỏ dài như vậy, có gì phức tạp các bạn. Đấy, cái dạng như vậy. Các bạn có thể giải phương trình logarit cơ số 3 của 1 trừ X bằng 0. Thì ở đây ta sẽ có là 1 trừ X thì sẽ bằng 3 mũ 0, tức là bằng 1. Đấy. Vậy ở đây ta sẽ có nghiệm là X bằng 0. Dô rẻ. Các bạn nhá. Đấy.
bạn học toán học những cái cơ bản, những cái phương trình và nâng cấp tư duy dần dần lên. Học cơ bản thì chưa đạt mà phải là từ cái cơ bản rồi nâng cao cái tư duy, nâng cao lên, nâng cao tư duy nha, mình nâng cao cái gì đó, nâng cao tư duy dần dần lên. Đấy. Phát triển cho mình những cái năng lực, phát triển cái năng lực toán học chẳng hạn, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề các bạn nhá. Ok các bạn, hoặc là các bạn giải phương trình logarit cơ số 3 của 3 mũi sơ trừ 1 bằng 2. Đấy. Thì cái này ta sẽ có 3 mũi sơ trừ 1 bằng 3 mũi 2 là 9. Vậy ta có 3 mũi sơ trừ 1 bằng 10. Vậy cái này nghiệm là x sơ bằng logarit cơ số 3 của 10. Các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở chữ cần nhất.